hôm nay Mây Ô Tô lại lên sóng cho các bác xem và tham khảo thêm một cái mẫu xe cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Xe rất là đẹp luôn ạ. Tất cả đây các bác nhìn đấy ạ, từ phần cánh cửa đây ạ, phần cánh cửa đây, keo chỉ là zin cả xe, các bác nhìn từ phần keo chỉ chưa ạ, zin cả xe luôn nhá các bác nhá. Đó đây ạ, keo chỉ đây ạ, keo chỉ zin cả xe luôn, máy zin luôn nhá, máy số zin, keo chỉ zin. Các bác xem từ phần ốp cánh cửa còn nguyên vết sơn nhà máy này, đánh dấu này, chưa một lần tháo ra các bác nhá. Từ phần cánh cửa đây, những phần nhựa này, phần táp ly này, nguyên bản luôn ạ. Đó, những cái này các bác nhìn đấy, rất là đẹp luôn ạ. Và những cái này là nguyên bản luôn các nhá, những phần nhựa này là nguyên bản này, tại vì sao sơn lại là những cái vết vân của nhà máy này nó mất hết các nhá. Đó đây nguyên bản luôn. Đó, chưa một lần sơn lại luôn các nhá. Xe nói chung là rất là đẹp luôn ạ. Tất cả táp ly là đồng đều như nhau hết. Máy lổ cực êm luôn các nhá, máy số zin. Keo chỉ zin cả xe luôn. Tất cả phần trần đây, các nhìn đấy ạ. Phần trần cũng còn rất là mới này. Phần trần nguyên bản luôn các nhá, trần nguyên bản rất là mới luôn. Đây các nhìn. Rất là mới luôn ạ. Toàn bộ rất là mới. Đây tất cả đây các bác nhìn đấy ạ, phần khóa bản lề đây còn rất là mới đây, những cái phần này sơn zin hết các nhá, con này sơn zin vòng quanh xe còn khá là nhiều đây ạ. Những cái phần keo chỉ đây các bác nhìn đấy ạ, keo chỉ chưa ạ, zin cả xe nhỉ, những phần đinh tán của nhà máy này đây, keo chỉ đấy, keo chỉ zin cả xe không mất một phần nào các nhá. Đây các bác nhìn đấy, zin cả xe luôn các nhá. Rất là mới luôn ạ. Đây các bác xem phần đinh tán này nguyên bản hết các nhá. Táp ly cửa đây ạ. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem cái mẫu xe này nhá. Em sẽ quay bên trong trước, rồi sau đó em sẽ đi quay ở bên ngoài cho các bác từng những chi tiết nhỏ luôn. Những cái phần này nó còn mới như này cơ mà các bác nhá, những cái nút này là hay ấn lắm này. Từ phần táp lô này các bác nhìn này, bên em luôn tuyển chọn những cái mẫu xe chất lượng thì bên em mới nhập vào các nhá, những cái xe không lỗi thì bên em mới nhập. Nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm nhá. Tất cả đây các bác nhìn ấy, xe là máy zin, keo chỉ zin luôn các bác nhá. Bên em chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc các bác nhá. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất ở bên em cần cho mình nhé. Các bác xem này, vô lăng này, vô lăng tích hợp bàn phím này, còn rất là mới luôn ạ. Đó, túi khí đầy đủ hết các nhá. Xong rồi được trang bị túi khí đầy đủ hết. Đây túi khí đây này các bác nhìn này, có hai túi khí luôn. Đây là bản đủ nhá, đây là bản đủ này, đã lên điều hòa tự động này. Tại vì sao dòng này có một bản nữa là bản thiếu là điều hòa cơ, nhưng mà con này là bản đủ điều hòa tự động các nhá. Nó xe đã đẹp lại còn số tự động nữa các nhá. Số tự động luôn ạ. Máy số là zin nguyên bản theo xe luôn. Đây các bác nhìn ạ. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Lý liếc đằng sau cũng nguyên bản hết này. Loa này. Đây em về bên này em quay cho bác xem nhé. Hiện tại bên em còn rất là nhiều xe các nhá. Đấy ạ. Giá chỉ từ nhô 100 thôi các nhá. Nên là các bác quan tâm đến mẫu xe nào thì liên hệ cho em nhé. Xe quá đẹp luôn ạ. Đây ạ, các nhìn đi. Keo chỉ là zin cả xe luôn các nhá. Keo chỉ là zin cả xe. Nên này em không cần phải quay keo chỉ các nhá. Đó. Em sẽ tả chuẩn cho các bác luôn là keo chỉ zin. Tất cả đây đồng đều như nhau hết, keo chỉ zin cả xe luôn ạ, không mất một phân nào các nhá, không mất một phân keo chỉ nào luôn ạ. Tất cả đây các bác nhìn đấy. Quá đẹp luôn các bác nhìn này, em quay như này khá là chi tiết rồi đúng không ạ. Tất cả là táp ly vòng quanh xe là chưa sơn lại một tí nào luôn các nhá, các bác phải nhìn rõ đây này, em quay rõ này cái phần vân nhựa này nhá. Đó, với phần vân nhựa này, nó quay sát đây, nó còn nguyên này.
Thì dòng này được trang bị tất cả là gương kính chỉnh điện, gương gập điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ hết các bác nhé, không thiếu gì cả, đầy đủ hết. Đây, các bác xem. Quá mới không? Rất là mới luôn rồi nhá. Em quay như này rất là chi tiết rồi các nhá. Đây là mẫu xe Chevrolet Avell đời 2015 số tự động các nhá. Đây là động cơ 1.5. Đây là rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Đây là mẫu xe bản đủ các nhá, bản đủ ạ. Một chủ từ đầu luôn các nhá, một chủ sử dụng từ đầu luôn. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ cho em theo số điện thoại 0926 836 686 các nhá. Em quay như này cũng khá là chi tiết rồi đúng không ạ? Đây là các bác xem cái chất lượng xe bên em. Đằng sau đây, độ thêm cái này coi nhé. Độ thêm cái này nhìn rất đẹp luôn ạ. Có xem từ những phần đèn này là đèn nguyên bản nhé. Rất là mới này. Đèn này đẹp xịn luôn coi nhé. Từ phần mạng chrome này. Mạng chrome sáng bóng luôn này. Các ông nhìn này, đúng không? Bên này cũng vậy này coi nhé. Thì mẫu xe này bên em giảm giá chỉ còn là 268 triệu thôi các nhá. 268 triệu ạ. Cho mẫu xe Chevrolet Avell đời 2015 số tự động các bác nhá. Số tự động. Bản đủ luôn. Em quay phần cốp để đồ đằng sau cho các bác nhá. Đây cái phần lướt gió này các bác nhìn này. Cái phần logo này, đó rất là mới luôn các nhá. Lý liếc là nguyên bản theo xe. Keo chỉ là zin cả xe luôn. Các bác nhìn này. Cái phần này sơn zin hết các bác nhá, sơn zin hết. Đấy. Quá đẹp cho mẫu xe các bác nhá, quá đẹp luôn ạ. Đây các bác xem. Lý liếc là nguyên bản luôn. Bên dưới đây các bác xem, lốp dự phòng mới cứng. Rất là mới luôn, kích thước đầy đủ hết. Đây các bác xem. Đây là phần này nguyên bản luôn của nhà máy các nhá. Đó, nguyên bản luôn ạ, bên này cũng vậy này. Tất cả là keo kiếc nhà máy là nguyên bản hết. Các bác xem đây. Những này là chưa một lần sơn lại luôn. Các bác nhớ đây là sơn zin luôn ạ. À, đây là sơn zin luôn này, các bác nhìn này. Sơn zin luôn coi nhá, rất là đẹp luôn ạ. Đúng không ạ? Khá là mới đúng không ạ? Đây các bác xem bên dưới đây. Mới leng keng, các bác nhìn ạ, đúng không ạ? Mới leng keng luôn này. Rất là mới luôn các nhá. Mẫu xe này các bác mua về giờ là sẵn dùng thôi các nhá, không phải làm bất cứ một cái gì cả. Đổ xăng là chạy thôi các bác nhá. Bên em mua bán ô tô cũ toàn quốc các bác nhé. Các bác thấy hay hãy chia sẻ giúp em nhé. Sau đây em nổ máy cho bác xem phần khoang máy động cơ của cái mẫu xe này. Gương cập điện đầy đủ này, các bác nhìn này. Bên kia cũng vậy này. Bên này cũng vậy này. Em tắt nhạc đi nhé, nhạc thì rất là hay luôn ạ. Cho bác nghe từng máy động cơ.
các bác nhá. Máy lổ thì quá êm luôn các bác nhá, quá êm luôn ạ. Đây các bác nghe, có êm không ạ? Tất cả phần tràng đầu đây, cái phần đinh bấm này là nguyên bản hết các bác nhá, nguyên bản hết. Ok, đinh bấm là nguyên bản hết. Rằng đầu nó còn đẹp như này cơ mà, cái lỗ nó còn chuẩn xe cơ nhá. Quá đẹp luôn ạ. Máy lổ êm cơ nhá, cực êm luôn, máy zin cơ nhá, máy zin ạ. Dạ vâng, đó là tổng thành của xe Chevrolet Aveo đời 2015 số tự động. Bên em bán mức giá là 268 triệu. Một lần nữa em yêu tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.